Hello các bạn. Chào anh em nha. Hello các bạn. Chào các bạn. Nghỉ lễ vui không các bạn? Nghỉ lễ vui không các bạn ơi? Chào các bạn nhá. Hello các bạn. Ôi nhớ các bạn vãi lồn. Như vậy là loanh quanh mình đi được một tuần rồi đấy các bạn. Ôi. Cảm ơn Huy nhá. Nghỉ lễ có vui không anh ạ? Cũng vui vui em ạ. Địt mẹ cũng đéo phải là vui hẳn mà cũng đéo phải là buồn. Nó gọi là vui vui một tí. Các bạn nghỉ lễ sao các bạn? Thỉnh thoảng có mấy cái dịp nghỉ lễ là để anh em về quê thăm gia đình hay là đi chơi với bạn bè, gia tăng mức độ thân thiết với cả có kỷ niệm với nhau. Khi già đéo còn răng rồi thì mẹ đéo ngồi nhậu được rồi thì còn ngồi có cái mà kể lại. Đéo ơi đi mẹ công. Thế nghỉ lễ không ở nhà à? Nói thật với các bạn thì mấy hôm rồi mình đi chơi, mình chừa con mẹ luôn. Có lẽ là đéo bao giờ nên đi du lịch vào dịp nghỉ lễ. Nhất là dịp nghỉ lễ ở Việt Nam. Ui, cái tâm lý mọi người ai cũng tranh thủ đi chơi, khiến cho tất cả những cái khu du lịch nó bị đông. Đến cả những nơi mình bắt đầu, ví dụ như là sân bay hay là bến xe, nó cũng đông nghìn nghịt các bạn. Đi mẹ thề. Mà đi mẹ mày phải đi du lịch vào những cái ngày nghỉ lễ này thì mới biết là dân mình nó vô ý thức như thế nào. Tôi nói thật với cả các ông, tôi đéo hiểu sao đi mẹ tôi ra sân bay. Tôi đéo biết là cái sân bay đấy là cái sân bay để cho máy bay nó nâng, nó bay lên, nó hạ xuống, hay là nó là cái chùa nữa các bạn. Đông vãi lồn như đi hội. Địt mẹ xếp lúc phải khoảng 17-18 hàng. Địt mẹ mày nhìn kiểu ôi may mà tôi còn ra sớm. Tôi biết là kiểu đéo gì thì mày nghỉ lễ nó cũng đông rồi, nên là tôi chủ động book xe qua đón cả nhà, qua đón trước khoảng 3 tiếng. Mà địt mẹ mà cái ý thức của dân mình thì vãi lồn. Địt mẹ mà ai cũng nhao nhao chen lên trước. Cái việc xếp hàng, cái việc đi chơi và cái dịp nghỉ lễ là cái việc mà đéo ai ép mình cả. Tự mọi người muốn đi thôi. Và ai cũng phải biết là cái dịp nghỉ lễ thì nó sẽ đông như thế nào. Nhưng mà địt mẹ mày ai cũng muốn chen lên trước. Ai cũng địt mẹ mày có cớ cả. Người thì kêu là có người già, người thì kêu đang mang thai, người thì kêu là có con nhỏ. Đến bản thân mình cũng là thằng có con nhỏ và mình phải bế thằng Tùng từ đầu đến cuối. Mình bế nó xếp hàng các bạn. Mình đứng từ cái chỗ xếp hàng qua cửa an ninh ở sân bay Nội Bài. Mất khoảng 1 tiếng 15 phút thì mình bắt đầu qua được cái cửa đấy. Thì phải tay bế thằng Tùng, đéo dám thả nó xuống. Tại vì thả xuống nó ngột, nó đéo thở được. Cứ phải nhấc nó cao cao lên thì nó có cái mà thở. Lùi lại đéo lùi được. Tiến lên đéo tiến được. Còn dân của mình thì đéo chịu xếp hàng. Có mấy cái đường vải ấy, nó gọi là mấy cái dây băng ấy. Địt mẹ nhấc lên chui qua. Ờ làm đéo được bố mày. Địt mẹ bọn Tây nhìn ngán vậy luôn. Mình nhìn cũng thôi, đéo biết nói cái đéo thì nói cái đéo ấy. Địt mẹ mày nói đấm ra không thụt, không trượt phát nào. Thế là ngồi mất khoảng 1 tiếng 15 phút sau thì mới bắt đầu qua được cái cửa an ninh. Địt mẹ mày để bắt đầu lên máy bay. Máy bay nó delay khuyến mãi thêm 2 tiếng. Ôi địt mẹ mày thực ra đi chơi vui vãi luôn. Sợ vậy đấy. Đến Đà Nẵng thì thời tiết nó lại đéo được đẹp cho lắm. Mấy hôm nay trời nó hơi mù. Chơi cũng đỡ chơi được nhiều. Mình định đi Cù Lao Chàm chơi thì mình gặp thằng xe me, nó bảo là nhà nó vừa đi chơi Cù Lao Chàm xong, đéo có cái gì đâu, thế thôi mình lại đéo chơi nữa. Loanh quanh. Hôm trước mình có đi cái gì nhỉ? Cái khu vui chơi mới nổi Nam Hội An. Đi chơi thử em như nào. Thực ra là các khu của Vinpearl hay là mấy cái khu kiểu ăn chơi bà nào là đúng được. Loanh quanh nó có một cái motif giống nhau à. Cảm ơn T nhá, cảm ơn bạn. Là chỉ đến đấy và nó có những cái khu, ví dụ như khu công viên nước này, khu thế giới động vật này, khu vui chơi này, khu ăn uống này. Ở bên khu Nam Hội An thì nó có thêm một cái khu nữa là khu tìm hiểu văn hóa dân tộc. Địp mẹ đi chơi nắng nóng vãi cả đái ra mà tay lúc nào cũng bế thằng Tùng thì thôi. Địp mẹ mày quay đéo được bao nhiêu clip để xem sắp tới dựng được cái gì không. Các bạn biết là ở mấy cái quán nhậu mà mấy cái chỗ bồn đái cho đàn ông ấy, tức là nó sẽ có một cái bệ treo treo lên ngang với tầm dái của các bạn đúng không, để các bạn đái đúng không. Thì một số hàng nhậu hay là một số nhà hàng người ta hay thả cái cục đéo gì vào mà mình hay để trong tủ quần áo nhỉ. Cục băng phiến đúng không? Cái cục mà nó nhiều màu vãi lộn ấy. Cục mà xanh đỏ tím vàng mà có mùi thơm thơm ấy, người ta hay để mấy cái cục đấy ở đấy. Thì đi bẹp đi đái đéo ai để ý làm cái đéo gì. Có nhà hàng thì người ta cho đá vào, có nhà hàng thì người ta cho băng phiến vào. Thì tôi vào đi bẹp mà tôi thấy có mấy cái hạt ở đấy thì tôi đéo để ý, tôi vạch dái ra tôi đái. Thế đéo nào đi bẹp mà càng đái càng thấy thối mà thối mùi cứt. Mấy cả địt mẹ hay là mấy hôm nay mình ăn hải sản nên não mình bị dị ứng nên địt mẹ mình cứ mũi mình cứ ngửi mùi cứt. Uầy địt mẹ
nhìn xuống hóa ra là cứt thật. Nó đéo phải băng phiến. Đéo hiểu sao địt mẹ mình ý thức như củ lồn. Địt mẹ có thể ra sân bay để ỉa vào cái bồn nó được thì địt mẹ mình cũng chịu mẹ luôn. Mà các bạn biết rồi, địt mẹ mình đi đái thì đéo hay dừng lại được. Địt mẹ mình chả nhẽ lại ngắt chim ra xong lại cầm được chùa khác đái. Nó lại buồn cười luôn, với cả nó lại vãi khắp nơi thì lại địt mẹ mình còn vô ý thức hơn. Mấy cô lao công lại phải ra dọn. Thì là thôi địt mẹ mình chịu, vừa đái vừa ngửi mùi cứt vậy. Địt mẹ tôi có chụp ảnh lại đây. Địt mẹ không công lại bảo đéo tin. Địt mẹ vãi lồn thật. Đây, địt mẹ không công lại bảo tôi bốc phét. Đây, địt mẹ nó ỉa trong này các bạn. Địt giống cục băng phiến luôn. Địt mẹ chỉ khác là cục này nó chỉ có màu vàng thôi. Địt mẹ mà nó mà có nhiều màu thì thôi, địt mẹ chịu. Đéo hiểu sao kê đít lên trên này ỉa được. Mà địt mẹ mà mấy ông đi đái cùng, mấy ông quay ra nhìn mình như kiểu mình là thằng đánh rắm ấy. Địt mẹ mới vãi lồn khổ đấy chứ. Các bạn biết ở mấy cái trung tâm thương mại hay là mấy cái chỗ thì phải mày ăn chơi, giải trí, vui chơi các thứ, nó có mấy cái ghế massage. Địt mẹ mấy cái ghế massage mà thả 10.000, thả 20.000, thả 30.000 vào nó được đâu 6 phút, 10 phút, 15 phút gì gì ấy. Ở mấy cái khu vui chơi ở Vinpearl nó nhiều ghế đây vãi đái luôn. Nhưng mà dân mình có thả tiền vào đéo đâu. Địt mẹ thay nhau lên đấy ngủ không ạ? Trong khi tôi là một trong những thằng địt mẹ, thằng con tôi rơi vào khoảng 12 cân. Bấy nó đi nặng vai hồn, mỏi hết cả chân tay. Mà đéo được massage, địt mẹ tôi đứng tôi chống nạnh tôi nhìn. Nó, cái nhà đấy hơi to, nhà đấy là nhà địt mẹ khu vui chơi trong nhà. Nó rơi vào khoảng 5 khu, mỗi khu có khoảng 5 ghế massage. Nhân lên là địt mẹ nếu như tôi nhân không nhầm thì nó rơi vào khoảng 25 ghế. Địt có mẹ mà cả 25 ghế, toàn người nằm ngủ. Đéo ai thả tiền vào để massage cả. Ui, địt mẹ nghĩ thấy cay quá luôn, trong khi mình mỏi quá luôn, mình đang muốn massage thì đéo được. Địt mẹ đéo biết làm sao, chẳng lẽ vào chửi địt mẹ để chúng nó nhường ghế, nó thề đéo hay. Địt mẹ mấy hôm đi nóng vãi lồn, chen chen chúc chúc bà nà hiu mình cũng đéo đi, tại vì đông quá, loanh quanh toàn ở khách sạn, xong rồi ra hồ bơi bơi xong lại về. À, đi được cái đéo này ngoài cái Vinpearl ra, à xem được ký ức Hội An. Nếu như các bạn nào mà đi du lịch Hội An thì theo mình là không nên bỏ lỡ cái chương trình tiết mục thực cảnh tên là Ký ức Hội An. Nó ở ngay Hội An luôn. Các bạn qua đấy các bạn mua vé. Vé đâu đấy rơi vào từ khoảng 300 cho đến 500 hay 600 nghìn ấy. Nó có nhiều hạng ghế, có hạng gần, có hạng cao, có hạng VIP, hạng ngồi bên cạnh các kiểu. Mình tả qua cho các bạn một tí, tại vì mình là một trong những người thích đi du lịch văn hóa. Nhưng mà để mà truyền tải cái du lịch văn hóa đấy và những cái gì mình nhìn thấy, mình nghe thấy thì các bạn chỉ tưởng tượng được một tí thôi. Các bạn đến để xem các bạn thấy hay. Nó là một cái show diễn thực ảnh nói về cái quá trình hình thành lên cái đất Hội An đấy. Tại vì mình ngồi hơi đen, mình ở ngồi khu vực bên này mình không đọc được chữ, là mắt mình bị cận nữa. Nhưng mà mình có thể tưởng tượng được cái câu chuyện là kể về một cái cô gái tên là cô gái Hội An, được sinh ra lớn lên xong rồi là trải qua các kiểu phát triển của vùng đất đấy. Nó có 5 cảnh tất cả hay sao? Các bạn nên đi xem. Từ âm thanh cho đến ánh sáng, cho đến mức độ quy mô hoành tráng, cho đến cái đội hùng hậu của diễn viên, cho đến cái cách mà người ta truyền tải cảm xúc đến cho người xem, phải nói là rất là tuyệt vời. Các bạn nên đi xem. Hoặc là bạn nào thắc mắc không biết về cái show đấy, các bạn có thể search lên trên YouTube Ký ức Hội An là nó ra. Anh Đậu đi xem Endgame chứ? Anh chưa. Anh thực ra anh không phải là một người thích xem mấy cái phim siêu anh hùng lắm. Phim mà ra thì anh xem, có thời gian thì anh xem thôi. Nhưng mà nói thật với các bạn là từ khi mà mình lấy vợ với cả có con lâu lắm rồi mình chưa có cảm giác ra rạp xem phim. Lâu kinh khủng rồi ấy. Có ly văn lấm nhá, xin info cái áo. Áo gì đâu, nó chỉ là áo ba lỗ bình thường thôi mà. Sắp tới bên mình bán cái áo này, các bạn ủng hộ nhá. Thấy mặc có vẻ chất cũng mát, phù hợp với cả đi mẹ ở nhà lẫn đi du lịch với cả gia đình, lẫn đi tán gái và đi các sự kiện nào mà nó mang tính lịch sự, các bạn mặc cái áo đi thoải mái. Các bạn mặc một cái bộ vest, bên trong các bạn nên mặc một cái áo phông màu trắng hay là một cái áo sơ mi để cho nó trẻ trung. Các bạn nên đeo một cái đồng hồ sáng một tí, nên là loại dây da nếu như các bạn tầm tuổi trẻ trẻ. Và các bạn mặc thêm cái áo như thế này ra ngoài, ui đi có mẹ mày, nó gọi là đẳng cấp các bạn. Dẫn có mẹ mày đầu xu thế, thời có mẹ nó trang luôn các bạn. Đó, Nhật Phát này có mi một tao nhá. Anh Đậu hiến máu bao giờ chưa? Có ông nào địt mẹ mới đến tận cái thời điểm bây giờ vẫn sợ bị lấy máu không? Đéo biết các bạn có sợ bị lấy máu không? Nhưng mà mình là một trong những thằng sợ bị lấy máu vãi lộn. Cứ nhìn thấy kim tiêm là mình sợ ấy. Mặc dù trông to khỏe như này thôi, chưa bao giờ mình đi hiến máu cả. Và thỉnh thoảng thì nhỡ mình có bị ốm miếc hay là đi xét nghiệm thì cũng có xét nghiệm máu đấy. Nhưng mà mình sợ với đái luôn các bạn. Sợ kinh khủng ấy. Địt mẹ cứ nhìn thấy kim tiêm là sợ.
thằng con mình đi khám mà bác sĩ bắt lấy máu là không bao giờ mình bế nó đi, chỉ có mẹ đi lấy, tại vì mình nhìn nó bị lấy máu mình còn thấy đau, thì phải cứ nhìn thấy kim tiêm là mình sợ à, sợ vãi cả đái ra quần đấy. Uầy, thì phải đi xem cầu rồng đúng không ạ, rồng phun lửa, trời ơi rồng trắng mất xanh đi mẹ, công 3.000 thủ 2.500 đi mẹ, màu vàng phun lửa ở nó gọi là cầu rồng à. Mẹ đi bộ từ đầu bên này cầu sang đầu kia, nói thật các bạn, đến cái giờ phun lửa cầu đông vãi lồn, đéo thở được. Nhưng mà may tại vì nó là cầu cho nên là nó còn nhiều chỗ thoáng, đi mẹ nó ở giữa sông nhưng nó còn có tí gió, thì đi mẹ mày ngồi chống nạnh, đi mẹ mày đi bộ như thằng chó chết, đi mẹ mày cũng đến được cái đầu con rồng, thì đợi xem nó phun lửa như thế nào. Nghe đồn là nó khạc đâu đấy 2-3 lần, mỗi lần khạc khoảng 5-7 cái. Thì đi mẹ mày ui, nó khạc thế đéo nào, đi mẹ mày ra toàn khói không ạ, vãi lồn thật. Đi mẹ ngồi xem rồng phun lửa toàn phun ra toàn khói, xong rồi toàn mùi dầu, trông nó ui nhiễm vậy đấy. Ừ thì nó cũng là một cái gì đấy nét văn hóa, hay là nó là một cái gì đấy điểm nhấn du lịch hay là cái gì đấy, nhưng mà công nhận là nó hơi ô nhiễm một tí. Xem thì cuốn thì cũng cuốn được, nhưng mà mình tưởng là đi phạm nó khạc, nó phải đi phạm cháy cả một vùng đồi hay là như nào ấy, nhưng mà nó khạc ra một cục, nó to bằng khoảng mấy năm đấm cộng lại các bạn. Đi phạm nó khạc thù ấy, một cái lửa thì ít mà khói thì nhiều vãi luôn. Nó khạc khoảng 2 lần, mỗi lần nó khạc khoảng 5-7 phát, đi không phải đen xì luôn. Mà may là đi phạm khói nó quẩn lên trên, nước khói nó mà quẩn mẹ xuống dưới thì thôi, đi phạm thằng nào thằng ấy trong mặt như cứu hỏa luôn, sợ vậy này. À, khạc lửa xong thì mẹ mới biết là mọi người hình như là bị nóng với cả bị muội than, muội dầu nhiều nên nó lại khạc khắc cả nước các bạn ạ. Ui, khạc phát mát vãi lồn, thề ướt sũng từ đầu đến đít. Nói chung là cái trò khạc nước này nó hơi hên xui, xem gió nó bay chiều nào thì ướt chiều đấy thôi. Các bạn nhìn mình có bị đen đi không? Đéo đúng không? Trông vẫn bình thường mà. Thằng Tùng nhà mình đi còn cho nó đội mũ, cả nhà mình đi đội mũ kín vào hết, mình đi mình cứ kệ. Tại vì da mình biết thừa là bắt nắng rồi, da mình bắt nắng kinh khủng luôn đấy. Anh ơi, vợ em đang cửa trên vãi lồn thì phải làm sao? Nó phải có một cái cuộc cách mạng gì đấy. Nó phải em phải làm một cái gì đấy để địt mẹ nó bùng nổ nó lật kèo lại em ạ. Nhưng mà tỷ lệ thành công nó thấp lắm em nhá. Địt mẹ có nhiều thằng là ra khỏi nhà luôn ấy, đéo còn nhà để ở đâu. Anh có hack được cái khóa nào ở cầu tình yêu mang về không? Cái gì cơ? Có cái cầu tình yêu có khóa à? Sao mình đéo biết nhỉ? Nhưng mà mẹ mình có vợ rồi thì mình đi lại mình móc khóa để em đéo ấy. À, con mèo nhà mình đang đi chữa bệnh rồi. Nó đang hôm trước mẹ mình xuống vật con mèo ra, ngồi nghịch nó thì mới phát hiện ra con mèo nhà mình nhiều bọ vậy đái. Thế là thôi, đéo nói gì, ngày hôm sau mang đi viện luôn. Đang chữa bọ với cả chữa nấm với cả cắt lông mèo các bạn ạ. Bịt mẹ thấy chưa? Nhậu nhẹt cho lắm vào, xong rồi bây giờ chơi bừa chơi bãi, đéo dùng bao cao su, giờ bị mấy cái bệnh ngoài da. Với cả là đéo hiểu, bịt mẹ phang nhau tập thể chơi pháo dàn thì đéo nào bọ lây hết từ con này con khác, bây giờ hình như là cả tầng mình mấy con chó mèo dính bọ hết rồi, cho đi bệnh viện hết rồi các bạn. Mấy hôm nữa nó về với một cái diện mạo mới thì mình sâu lên stream cho các bạn xem sau nhé. Mèo nhà anh có ăn thịt chó không á? Không, đéo ai bây giờ, đéo ai cho mèo ăn thịt bao giờ. Ở quê mình nuôi mèo cũng cho mèo ăn cơm trộn canh, thỉnh thoảng cho ăn cá với cả thỉnh thoảng cho ăn thịt các thứ. Nhưng mà nếu như mà các bạn nuôi mèo từ nhỏ, các bạn thử cho nó ăn hạt đi, nó ỉa đỡ thối rất nhiều. Ừ thì tất nhiên là cứt nào thì cũng thối, nhưng mà nó đỡ thối là ăn thịt ăn rau. Con mèo nhà mình bây giờ nuôi toàn cho ăn thức ăn hạt à, nó vừa sạch hơn, cứt nó vừa, nó không bị nhuyễn quá, nó không bị thối quá, nó không bị cứng quá, mình dọn nó cũng dễ, mùi nó cũng dễ chịu hơn. Cứ cho ăn thịt cứ cả địt bạn ăn rau, địt bạn ỉa thối inh, sợ lắm. Em vừa bị giật điện thoại ở chỗ viện ca, mấy ông gần đấy nhìn tròn mắt và không thèm nói năng gì. Nó khó vậy đại. Các bạn nói là cái xã hội này càng ngày càng vô cảm. Cũng đúng. Các bạn xem mấy clip ở bên Trung Quốc không? Cái việc giật đồ, cái việc mà chém giết nhau, cái việc mà phản kháng lại những thằng cướp, thằng trộm ấy, là một trong những cái việc mà kệ mẹ mày bố mày đéo quan tâm. Người ta sẵn sàng đứng cách đấy 2m, 3m, 5m, 10m để nhìn một cái vụ ẩu đả. Mà người ta biết thừa đấy là đang cố gắng chống cự lại bọn cướp. Xong rồi các bạn xem những clip đấy, các bạn bảo là nước ngoài người ta vô cảm. Các bạn xem dần dần Việt Nam mình cũng thế. Nó có lý do của nó. Đéo ai, chả ai muốn liên quan những cái vụ việc đấy cả. Đi mà trước đâu, cách đây một năm nhỉ, có cái vụ giúp người xong rồi bị người nhà đánh. Cá nhân mình nha, mình tất nhiên là không cổ suý những cái vấn đề vô cảm thôi, nhưng mà nếu như là mình ấy thì có lẽ là mình không dám dây vào. Mình nói thật với các bạn là như thế. Sợ vậy đấy. Cái câu chuyện nó lại sẽ ra nhiều hướng vậy đấy. Và cái hướng tiêu cực thì nhiều, hướng tích cực thì ít. Thì em sợ vậy đấy.
À đây, có bạn An Nam bạn hỏi anh nghĩ gì về sự bùng nổ của GTA 5 thời gian gần đây, anh có nghĩ GTA 5 sẽ PUBG thứ hai không? Ở Việt Nam này thì không biết anh có phải là người đầu tiên chơi roleplay không? À, chơi để stream ấy, cho mọi người xem ấy. Chứ còn cái roleplay này nó phát triển từ những cái bản ngày xưa là cái bản GTA 3 hay là GTA ở GTA 3, xong rồi cái bản mà mạnh nhất nhiều người chơi nhất là bản San Andreas đúng không? Theo mình biết là như thế. Cái roleplay thời gian gần đây nó phát triển ở nước ngoài nhiều rồi, tại vì đêm off stream là anh hay ngồi tweet anh xem này, anh xem stream bọn nước ngoài này. Thì bọn nó từ khi cái roleplay này bọn nó bắt đầu chơi, bọn streamer chơi nhiều thì nó hay lên top. Toàn là nằm trong top 3 của tweet cả. Anh nghĩ là nó là một cái làn gió mới, đến bây giờ khi mà mọi người quá chán với cái việc mà bắn giết rồi là bo bùng rồi là xây nhà, xây cửa rồi các thứ rồi thì cái roleplay nó là một cái gì đấy xem nó rất là thực tế. Và thực sự là chỉ cần các bạn ngồi xem việc một thằng lái xe đi lanh quanh, đéo biết là nó sẽ làm cái gì thôi, nó cũng đã hay rồi, kiểu như thế. Nhưng mà đến một cái thời gian ở đấy nó sẽ nhàm. Và mình nghĩ là cái tuổi đời của cái thời gian mà được nhiều người ủng hộ ấy, nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều so với PUBG. Khó mà có thể nói được có một cái game nào mà bây giờ có thể thay đổi được PUBG á, lật được cái ngôi của PUBG trong vòng 2 năm liền, khó kinh khủng luôn. Từ cái hồi mà Battle Royale nó bắt đầu thịnh trở lại ấy, thì phải đéo ai nghĩ là lại có một cái thể loại kiểu như là chạy vòng bo, rồi là siết bo, rồi là tính toán, rồi các thứ nó mở đến mức đấy. Đến giờ khó mà nghĩ được một cái thể loại mới gì mà có thể thay thế được PUBG kinh khủng. GTA nó cũng chỉ là một cái gì đấy nổi lên trong cái thời gian này thôi. Nhưng mà đến khi mà tất cả streamer đều chơi, tất cả các player, tất cả mọi người đều focus vào, thì cái lượng view nó dần dần nó sẽ chia ra, và cái content tạo ra nó sẽ dần dần ít đi, nó không còn mới mẻ nữa, thì dần dần nó sẽ thành nhạt. Roleplay nó đánh mạnh vào cái là mọi người có thể tự do, mọi người có thể tương tác với nhau. Đấy là những cái mà khán giả xem thấy thích nhất. Nó thực tế, rồi là nó có thể làm từ những cái cử chỉ đơn giản như kiểu nhắn tin cho nhau, gọi điện cho nhau thôi, mọi người xem đã thấy hay rồi, tại vì nó thực tế quá. Nhưng mà nếu như mà nó chỉ dừng lại ở cái mức độ thực tế như thế thôi mà nó không có cái update gì khác thì nó sẽ chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Không biết uống rượu có phải là sự thiệt thòi không anh? Mình không biết là cái uống được rượu hay không, đấy là do nó do cơ thể của từng người hay là nó là do một quá trình luyện tập. Cái đấy mình cũng đéo khẳng định được, tại vì mình có một hội mình có mấy thằng bạn, có thằng thì ngày xưa nó uống 1-2 chén là nó chết mẹ luôn, nhưng mà nó đi nhậu bọn mình nhiều quá, bây giờ nó uống khỏe vãi luôn. Còn có mấy thằng thì mình chơi nó từ hồi nhỏ, từ hồi bắt đầu rủ đi uống rượu là đã thấy nó uống khỏe rồi. Theo mình thì nghĩ là uống rượu là nó do luyện tập ấy. Còn cái chuyện uống rượu nó đéo phải là một cái thành tích để đem ra khoe. Nó đéo là phải là một cái cân để nó địp mẹ mày. Cân nhân phẩm của con người, biết uống hay không thì đéo quan trọng các bạn. Địp mẹ mày đéo uống rượu được thì bố mày ngồi uống coca, bố ngồi nói chuyện nhưng mẹ cũng được, có làm sao đâu. Khổ, có cái gì đâu mà. Địp mẹ mày bây giờ toàn uống rượu, mẹ xe điên, mẹ cán chết người ở ngoài đường kìa. Không, cứ rượu chè cái đéo này. Mình lâu lắm mình đéo nhậu. Ngày xưa toàn nhậu, trận nào trận đấy chết thì thôi. Bây giờ thì chịu, sợ vậy luôn. Còn xác định là đã nhậu ấy thì kiếm một thằng chiến hữu nào đấy, đéo biết uống rượu, đi ngồi uống coca xong tí đèo về, hoặc là đi taxi, vừa văn minh lịch sự vừa an toàn. Em có ông anh đi uống rượu về gọi taxi, thằng lái xe đó lút sạch đồ xong rồi thả cách nhà 50 km. Uầy, địt mẹ đèn vãi lộn thế em. Em sợ vãi lộn. Anh ơi, nay em thì bị giám thị bắt phao rồi phải em nhỉ? Địt mẹ mà dám làm thì dám chịu, làm sao đâu. Các ông ngồi học bài để ngày mai các ông kiểm tra tốt có phải tốt hơn không. Địt mẹ các ông cứ dán mắt vào xem stream làm cái đéo gì, thề. Xong bắt đầu kêu địt. Ừ thì địt mẹ đi thi thì đúng là cái khối lượng kiến thức nó nhiều quá thì địt mẹ cũng phải quay cóp, nó không đúng tủ ấy. Nhưng mà không, địt mẹ bị phụ thuộc vào cái các ông bị lười học quá ấy. Ngày xưa tôi đi học tôi đéo biết quay cóp là gì cả. Đây là lý do tại sao 3 năm cấp 3 tôi học sinh trung bình ấy. Các ông biết ngày xưa đi học áp lực nhất là cái gì không? Nó đéo phải là bài kiểm tra 15 phút. Nó đéo phải là kiểm tra một tiết. Nó đéo phải là thi giữa kỳ. Nó là địt mẹ mày nỗi ác mộng mang tên là kiểm tra miệng. Địt mẹ mày. Đầu tiên là giáo viên vào lớp lúc đéo nào cũng cầu mong là hôm nay đéo có kiểm tra miệng. Mà địt mẹ mày, tôi thật với các bạn, địt mẹ bọn học giỏi ấy, nó khôn hơn mình ở cái đầu óc thôi. Ở những cái bài đầu năm ấy, bài nó ngắn ấy, chúng nó toàn học thuộc trước. Xong rồi là thì mẹ chúng nó giơ tay lên bảng, xong rồi chúng nó trả lời xong là cả kỳ đấy là chúng nó đéo phải kiểm tra miệng nữa.
Mình không biết là chỗ các bạn có như thế không, nhưng mà mình ngày xưa đi học là như thế. Đi mẹ cái cảm giác ngồi chờ mẹ, mẹ giáo viên dở cái sổ, cái danh sách lớp ra để bắt đầu gọi ngẫu nhiên mấy cái thằng nào lên kiểm tra miệng ấy, làm cái khoảnh khắc của nó được kinh khủng vãi lộn. Ngồi lâu xong cứ phải nghĩ đi mẹ mày, đừng đến tên mình, đừng đến tên mình. Có nhiều người thì người ta đọc từ địt mẹ mày trên sổ xuống theo tên, ví dụ những đứa nào tên là anh là những đứa chết đầu tiên này, địt mẹ ngồi vỗ đùi chết con mẹ mày đi, bố mày tên X, bố mày tên Y, bố mày tên Z cuối sổ cơ. Nhưng mà có người, người ta vui, người ta đọc lộn từ dưới lên. Còn giáo viên người ta đéo thích đọc theo thứ tự. Bố mày bốc ngẫu nhiên nên làm đéo được nhau nào. Địt mẹ mày đang ngồi nhưng phùng thách độ, ui đèn vãi lột thế các bạn ơi. Tôi đi, địt mẹ vẫn cầm theo quyển vở lên trên đưa cho cô giáo trước, là địt mẹ để cô check xem là ngày hôm sau, à ngày buổi hôm trước thằng lồn này chép bài kiểu gì. Địt mẹ xong rồi bắt đầu đứng ở đấy, địt mẹ bên dưới là bắt đầu ngồi nhìn mấy thằng bạn thân nhắc bài đi. Địt mẹ mấy thằng ấy mồm lầm bầm lầm bầm, địt mẹ đéo hiểu nói cái lồn thế luôn. Sao không điểm về chỗ. Cô thầy cô nào hiền hiền vui vui thì địt mẹ mày cho nợ để lần sau trả bài. Địt mẹ ông là bị nợ ở đấy không, có đúng không? Tôi đéo biết được bây giờ học như nào nhưng ngày xưa nó thế. Nợ là bắt đầu về, địt mẹ mày ngồi học bài xong rồi lần sau lên trả bài. Địt mẹ mày đéo được phát nữa, quả này không thật này. Nhưng mà quả này gỡ được thì cho mày khoảng 5 điểm. Ui địt mẹ mày đỡ vậy luôn. Nhưng mà nếu như ông nào có ý chí học một lần thôi, nhưng mà địt mẹ mày đen thì phải chịu. Có nhiều quả thấy bài này địt mẹ mày, ui bài này dễ học quá luôn, bài này hôm nay ngắn quá luôn thiếu. Hôm nay địt mẹ mày dành ra 30 phút để ngồi học thuộc lòng. Địt mẹ mày tập trung vãi lồn, thiếu đêm đấy ngồi học thuộc bài. Ui, đến ngày hôm sau, ui địt mẹ mày thằng lồn nào nghĩ mình đông thằng giơ tay thế. Địt mẹ mày mà kiểm tra miệng thì kiểm tra đâu có 2-3 thằng. Đéo đến lượt mình. Ui thế đen vãi lồn, lại bị học thêm bài nữa. Ngày xưa đi học vui vãi lồn thế. Bây giờ vẫn thế à? Thế à? Địt mẹ buồn cười luôn. Vui vậy đấy. Địt mẹ ngày xưa cứ hôm nào có thể dục là hôm đấy địt mẹ chăm đi học vãi lồn, hăng vãi đái. Ngày xưa tôi đi học địt mẹ 5.000 tiền ăn sáng. Địt mẹ hồi cấp 3. Mua cái bánh mì pate hết 3.000. Đéo phải bánh mì Hải Phòng đâu nhá. Địt mẹ bánh mì đó là bánh mì pate nhưng mà nó nhỏ vãi lồn. Còn 2.000 tôi đi mẹ đi bộ đi học qua bến xe là tôi kiểu đéo rồi, tôi cũng phải rắc 4 điếu Vina và đít đã. Đi mẹ hồi đấy Vina có 500 đồng một điếu à. Lên xe là à lên đi mẹ đến tiết 2 là tôi bắt đầu ăn sáng. Tôi xuống mua bánh mì và đi mẹ bọn tôi có thói quen là cái lớp học của tôi là ngay gần nhà vệ sinh, cả nữ cả nam. Đi mẹ bọn tôi ra cửa nhà vệ sinh ngồi ăn bánh mì ngon vãi lồn. Đi mẹ vừa ăn vừa quyện mùi cứt vào mũi. Đéo giờ bọn gái nó dám đi đái luôn. Cái nhà vệ sinh đấy thì mẹ như kiểu là khu vệ sinh chỉ dành cho bọn trai ngồi ăn bánh mì thôi. Với cả hút thuốc lá. Thích vậy này. Ôi, địt mẹ câu hỏi của bạn này, địt mẹ câu hỏi của bạn sợ chết này. Đọc lại câu hỏi của một bạn sợ chết cho các bạn. Họ không có ý gì không nha, nói vui nhá. Cảm ơn Kha với nickname là Tôi Là Kha. Donate ngày mùng 5 tháng 2 năm 2019 và lúc 11 giờ 13 phút. Em mới hút vape. Giống anh mặc dù không nghiện thuốc lá. Cho em hỏi hút có bị nghiện hay bị ung thư phổi gì không anh? Đi con mẹ, bạn sợ chết vãi lồn đúng không? Mình giải thích cho các bạn nhá. Nó là khói, hiểu không? Thế cái khói củ cặc này nó sẽ đi đâu? Đầu tiên là nó sẽ đi vào mồm, qua vòm họng. Đi mẹ nó qua một cái ống thần kỳ củ cặc gì đấy để nó xuống lá phổi của mình. Đấy, sau đấy là nó lại thần kỳ vãi lồn, đẩy thế lồn nó lại ra được mũi. Đấy, kiểu thế. Thế thì nó có ung thư không? Có. Địt mẹ nó sẽ có nhiều cái ung thư lắm. Nếu như bạn đen, ung thư vòm họng này, ung thư dạ dày này, ung thư phổi này, ung thư mà cái tuyến thì nữa thì mình đéo rõ. Nhưng mà những cái này là nó có khói, nó có chất độc và nó chỉ đỡ hôi hơn thuốc lá thôi. Chứ còn đặt cái này lên trên bàn cân giữa thuốc lá và cái pot này, cái nào độc hơn ý thì đéo thằng nào chứng minh được cả. Chắc chắn là nó sẽ độc. Cái đéo cũng độc mà. Còn bị ung thư hay không thì nó hên xui. Có thằng vừa hút thuốc được nửa năm chết mẹ luôn rồi. Địt mẹ ung thư phổi, đen vãi lồn. Có ông hút thuốc 30, 40, thậm chí 50, 60 năm. Đến khi già rồi, chân tay nảy tưng tưng rồi. Vẫn cầm điếu thuốc, răng rụng hết rồi nhưng mà mồm vẫn hút được bình thường. Thế nó mới thần kỳ. Địt mẹ cuộc sống này nó thú vị ở chỗ là mình đéo biết được ngày mai nó ra sao. To khỏe, mạnh vãi lồn, ngày mai xét nghiệm địt mẹ mày HIV ra đợt cuối, xong. Cuộc sống nó nhanh lắm. Nên là thích thì hút thôi. Chứ còn không hút được là tốt nhất. Tốt nhất là đừng hút. Còn đã hút rồi thì đừng sợ chết. Thật đệt bạn, chơi bạn. Làm sao mình biết được ngày mai. Chơi đi, đừng ngại. Nhưng mình làm nghề này nhờ các bạn rồi. Hại sức khỏe vậy đấy. Tiền donate thì tháng được 7-8 triệu được mấy. Làm vì đam mê thôi các bạn. Mình không làm thì chả có gì nuôi con. Các bạn thấy thằng Tùng nó lớn lên từng ngày.
Tất nhiên rồi, khi mà lớn lên thì cái lượng thức ăn nó nạp vào người nó cũng tăng lên, nước uống cũng nhiều lên, nó khám phá được nhiều loại nước ngọt hơn, nhiều loại bim bim cho cuộc sống hơn, thế là nó lại đòi mua. Xong rồi thỉnh thoảng đâu lại đi đen vậy đái, thì cái khu mình lại có mấy cái nhà nó lại có con nhỏ lại ngang tuổi thằng Tùng. Thỉnh thoảng người ta lại mua đồ chơi, nó lại về nó lại lay tay bố và bố ơi nhà bên cạnh có xe đạp, bố ơi nhà bên cạnh mua tô, thế về mình lại bảo đéo mua đâu, cũng khổ con mình. Thì cũng cắn răng ra mẹ đi mua mấy cái xe đồ chơi với cả ô tô điều khiển từ xa trả góp. Thì mẹ lương tháng thì được bao nhiêu? 7-8 triệu. Nói chung là tất cả những cái gì trong cái cuộc sống này, mục đích của nó đều là vì tiền. Mình khẳng định với các bạn như thế luôn. Trải qua những cái quá trình của cuộc đời, lấy vợ, có con, đi làm, chuyển công ty, các thứ, cả cái cuộc sống này, tất cả những cái mối quan hệ, họ hàng, anh em ngoài xã hội, xoay quanh vấn đề cuối cùng là về đồng tiền. Khi mà còn trẻ, các bạn sống cho bản thân mình, các bạn kiếm tiền ra để các bạn hưởng thụ. Khi mà các bạn có tuổi rồi, các bạn lấy vợ rồi, các bạn kiếm tiền về cho gia đình. Và khi mà các bạn già rồi thì các bạn dành hết tất cả những gì các bạn đã từng làm được trong tương lai, trong quá khứ. À xin lỗi các bạn, trong quá khứ để cho con cái. Cuộc sống nó xoay quanh hết là đồng tiền. Người ta vào tù cũng vì tiền, người ta phạm pháp cũng vì tiền, người ta bục mặt ngày đêm cũng vì tiền, mình làm cái này cũng vì tiền. Khổ lắm các bạn, đéo có thể kể được hết cho các bạn biết những cái nỗi khó khăn mình đang gặp phải các bạn ạ. Xong lại xạo lớn, chia sẻ thật lòng thế, các ông lại đéo tin. Các bạn xem stream mình, à các bạn để ý mấy cái kênh Facebook của mình thì các bạn thấy chả bao giờ có một cái gì đấy đáng để khoe lên cho các bạn cả. Loanh quanh toàn ảnh chụp với con, vợ bắt đi rửa bát, vợ bắt đi tắm cho con, kiếm tiền, chúng ta linh tinh. Thỉnh thoảng được một vài cái sự kiện ảnh nó đẹp đẹp thì xin ảnh gốc, post lên kiểu đam mê công việc. Đến bao giờ Facebook mình mới có thể ngập tràn ảnh đi du lịch, khoe xe sủng, nhà cửa, các thứ. Mỗi người sinh ra đều có một cái số phận. Người sinh ra đã được áp cho mình một cái cuộn phim rồi, nó chỉ chạy mà thôi. Nó không có nút dừng lại, nó không có nút tua ngược lại, nó cũng chả thể chạy được nhanh hơn. Nó cứ thế mà nó trôi các bạn. Với mình cuộc sống đã được định đoạt sẵn rồi. Chỉ là nó đến khúc nào sẽ là cao trào, khúc nào sẽ là cảm xúc, khúc nào sẽ lấy đi nước mắt mà thôi. Đèn, các bạn cũng vậy. Số phận của chúng ta không thay đổi được, nó bị áp đặt vào hết rồi. Các bạn sẽ gặp ai, các bạn sẽ tương tác với những người nào thôi. Các bạn biết không, bây giờ mình đang dùng cái ví. Ví này mình dùng được khá lâu rồi, chắc là phải nửa năm nay rồi. Nó hơi bị xỉn màu một tí. Đây là cái ví bằng da, và nó được làm hoàn toàn bằng tay. Người ta gọi là làm handmade, handmade hay là cái đéo gì đấy. Đây là cái ví mà mình sử dụng được khoảng nửa năm nay rồi, và mình rất là ưng. Mình không biết ở đây có ông nào dùng, có hay dùng ví dọc hay là ví ngang. Mình thích dùng ví dọc. Đây là lý do tại sao mình dùng cái ví này. Và đây là cái ví mà ông anh mình làm ra, ông ấy làm tặng mình. Đợt rồi mình có bảo ông ấy làm thêm mấy cái để mình tặng với cả làm giveaway, thì có làm thêm 3 cái nữa. Thì đến ngày hôm nay cũng làm xong rồi, nên là sắp tới mình sẽ làm giveaway cho các bạn. 3 bạn may mắn được tặng cái ví này. Không phải cái ví này, cái ví này ví mình vẫn đang dùng, nhưng mà sẽ y hệt như này. Đây, làm xong rồi đây, mới tinh là nó sẽ như này. Đẹp vải đại luôn, handmade nhá, không có trên thị trường nhá. Đúng ví đôi với mình luôn nhá. Chỉ có 3 cái thôi, sắp tới mình làm giveaway trên group cho các bạn nhá. Dùng thích lắm, dùng bền vậy đái luôn. Bền mà đẹp, đéo có giờ có trên thị trường luôn các bạn. Quà đáng giá vậy đấy. Thực ra mình định là in để sắp tới bán, nhưng mà cái ví này thì mình không biết là bán bao nhiêu cho nó hợp lý. Hiện tại thì thôi, mình cứ để làm quà để cho mấy bạn may mắn, thì mình sẽ xin số điện thoại với cả thông tin để thỉnh thoảng mình sẽ gọi, để sau khoảng một tháng mình gọi điện mình hỏi xem là bạn dùng có thấy ưng không, có cái gì không bất cập không để sửa lại, còn không thì sau này sẽ bán ra ngoài thị trường. Chắc thế. 200k cái gì? Cái tiền, nói thật với các bạn nhá, không điêu nhá, cái tiền làm cái ví handmade này, da xịn, khâu tay, khâu tiết các kiểu, in logo, logo cũng đập bằng tay luôn. Đã 450.000 một cái rồi. Nói thật với các bạn luôn. Địt mẹ hôm trước ông chip về ông khoe. Tôi vừa mới đi xem Endgame ông ạ. Ui hấp dẫn vãi lồn nhờ. Thế đội trưởng Mỹ có chết không? Không ông ạ.
ngồi kể phát địt mẹ mình hết cả phim từ đến cuối xem nhiều luôn, vãi lồn. Bạn thích spoil vãi lồn. Bây giờ đéo có hứng đi xem Endgame nữa các bạn ạ. Buồn mà. Gần đây ngoài rạp còn có phim nào hay không nhỉ? Ngồi nói chuyện nốt một tí nữa thôi xong mình off. Các bạn thông cảm mình, nói thật. Sau buổi này mình stream đều vãi lồn luôn. Mình biết là đợt này mình off nhiều thì các bạn biết nghỉ lễ mà, với cả là mẹ mình cũng già rồi nên mình muốn là có thời gian gì mà mình có thể rảnh được hay mẹ mình rảnh được thì cả nhà đi du lịch với nhau. Các bạn biết đấy, mình ở dưới Hà Nội với vợ mình với con mình, mẹ mình thì ở một mình ở trên Cao Bằng. Mình có thể giải thích qua đây. Đêm rồi đỡ người rồi, trẻ trâu đi ngủ rồi, thì mình chia sẻ thật với các bạn cái cuộc sống của gia đình mình. Hiện tại trên Cao Bằng là mẹ mình ở với cả anh trai mình. Bà nội mình thì tháng 7 năm vừa rồi mới mất, thì chỉ còn mẹ mình vẫn đang làm nhà nước. Và thỉnh thoảng có mấy cái nghỉ lễ hay là mẹ mình xuống khám, mẹ mình bị tim. Mẹ mình bị hở van tim và mình cũng bị hở van tim, nhưng mà nó ở cái mức độ rất là nhẹ, mẹ mình bị nặng hơn một tí, nó như kiểu di chuyển. Thỉnh thoảng mẹ mình có xuống dưới Hà Nội khám hoặc là xuống công tác thì hai mẹ con qua chơi với nhau. Công việc mình bận, mình ít khi về được. Mẹ mình thì vẫn đang làm ở trên Cao Bằng nên mình không thể đưa mẹ mình xuống dưới này sống với cả gia đình được. Cho nên là những cái kỳ nghỉ lễ rồi các thứ này là cái dịp để hai mẹ con có thể rảnh để đi chơi với nhau. Đấy là hôm vừa rồi, thực ra là mình có thể stream thêm một hôm nữa, nhưng mà hôm nay off là tại vì có người nhà mình đi cùng nữa, thì hôm nay ở đây mình ngồi stream, mình ngồi chửi bậy nó không hay. Nếu mẹ mình không thì mẹ mình có thông cảm, nếu như có người nhà nữa thì nên tránh. Đấy là lý do tại sao mà mình off trước một buổi. Rồi buổi tối mình có ngồi chơi điện tử với anh em, hôm nay 7 có stream ấy. Nhiều người hỏi là tại sao mình lại off rồi mà vẫn ngồi nhà chơi ấy. Mình giải thích lại cho các bạn. Bố anh đâu? Bố anh đi rồi. Bố anh đi lâu lắm rồi. Mấy năm nay rồi. Lâu lắm rồi anh không nói chuyện với bố anh, cũng không nhắc gì về bố anh cả. Với anh bây giờ anh chỉ còn mẹ thôi. Có nhiều người, mình biết có nhiều người cùng hoàn cảnh với mình mà. Nhưng mà các bạn ạ, có những người sinh ra thiếu mất đi tình yêu thương của bố hoặc mẹ. Có những người đéo biết cảm giác có bố mẹ là gì. Có những người khi mà người ta lớn lên rồi, hay người ta đang sống, người ta đang phát triển, người ta đang hưởng thụ cuộc sống này, thì nhà có biến cố. Có những người đã trưởng thành rồi, ví dụ như gia đình mình có trưởng thành rồi, nhà mình có biến cố chẳng hạn. Nhưng mà các bạn hãy lấy cái đấy làm động lực để bước tiếp. Cái cuộc đời này nó còn dài lắm. Và lúc nãy mình bảo rồi, cái cuộc đời này nó thú vị ở chỗ các bạn không biết được ngày mai như thế nào cả. Có thể một buổi sáng thức dậy cả gia đình của các bạn tan nát. Đéo phải vì bạn, đéo phải vì bố bạn, đéo phải vì mẹ bạn, mà vì một người bên ngoài bạn. Bỗng nhiên sáng thức dậy bạn phát hiện ra mình bị bệnh, sắp chết rồi. Là sáng hôm sau bạn thức dậy bạn tự nhiên trúng 1000 điểm lô chẳng hạn. Cuộc sống nó là những cái gì nó thăng trầm, là những cái thú vị mà các bạn không thể biết trước được ngày hôm sau nó ra sao. Nhưng mà nếu có bất cứ một cái biến cố gì trong cuộc đời này, dù nông hay sâu, dù nhỏ hay lớn, thì hãy lấy nó làm cái động lực để mình có một cái gì đấy. Động lực có gì đấy, nó là cái bàn đạp để mình bước qua tiếp cái cuộc sống này, tại vì nó còn dài lắm. Mình sống không phải là cho mình, mà mình còn sống cho cái đời sau nữa. Khi các bạn có con các bạn sẽ hiểu tất cả những gì các bạn làm vì con cái các bạn hết. Làm sao để nó lớn lên nó có đủ tình yêu thương, làm sao nó lớn lên để nó không thua kém bạn bè, làm sao để nó phát triển một cách hoàn hảo nhất, làm sao để nó hiểu được những cái gì mình làm để nó trở thành một con người tốt. Khó vậy lộn các bạn ạ. Mà chính các bạn sống như thế nào thì con cái các bạn sẽ sống như thế. Nó học từ bố mẹ nó nhiều vãi lộn. Ngày xưa mình còn hút bóng ở trong nhà. Và đến một ngày mình hút bóng ra, thằng Tùng nhà mình rất là thích chơi bóng. Ngày xưa các bạn có nhớ thằng Tùng nhà mình hay cầm quả bóng người chuyển đằng sau không? Quả bóng màu trắng đục, đấy là quả bóng cười ấy. Mình hút xong mình thổi lên để cho nó nghịch ở đằng sau, nó cầm nó đập. Cho đến một ngày mình nhìn thấy nó cầm quả bóng đấy và nó ngậm trong mồm, là mình hiểu là nó học theo mình. Và tự nhiên mình tiêm nhiễm vào đầu nó một cái không tốt một tí nào. Từ lúc đấy trở đi mình không hút quả bóng nào trong nhà nữa. Lâu lắm rồi. Tất cả những cái vỏ bình bóng rồi là vỏ bóng các thứ mình vứt hết. Không còn một cái gì trong nhà giả hết. Con cái nó phát triển như thế nào đấy là do các bạn. Nó hành động như thế nào, nó suy nghĩ ra sao là các bạn.
sẽ quyết định cho nó một phần nữa nhá. Đến khi mà nó đến một cái tuổi mà nó biết nhận thức và các bạn sẽ không còn là người đi cùng nó nữa, đó là bạn nó. Lúc đấy làm sao để kiểm soát được để bạn một ngày nó sẽ chơi với những thằng như thế nào, nó chơi những thằng tính nết ra làm sao, thì nó lại khó vãi lồn. Các bạn không thể kè kè với nó đi trường. Mỗi khi ra ngoài thì phải mỗi hết một cái tiết học 5 đến 10 phút ngồi chơi, các bạn đéo thể kiểm soát được nó chơi những thằng nào. Bạn nó hút thuốc, nó sẽ hút thuốc. Bạn nó nói bậy, nó sẽ nói bậy. Bạn nó bỏ tiết, địt mẹ mày, nó sẽ bỏ tiết. Đấy là cái điều chắc chắn rồi. Nhưng mà làm sao để thông não cho nó được cái gì tốt, cái gì xấu, giới hạn nào nên dừng lại, cái giới hạn nào nên vượt qua, đấy lại là một cái vấn đề khác. Địt mẹ mày đau đầu vãi lồn các bạn ạ. Đôi khi mình cảm thấy bất lực vãi lồn ấy. Cái thằng con mình nói nó không nghe, địt mẹ. Nhưng mà một hai lúc như thế thôi, tại vì tính của nó nên nó trẻ con nó biết gì đâu. Sao anh chín chắn thế á? Ui, địt mẹ mày. Anh đen vãi lồn em. Cứ địt mẹ, cứ lần đéo là thấy mình đen vãi lồn. Thì địt mẹ mình phải tìm ra tại sao mình lại đen. Và địt mẹ đen thì mình sẽ giải quyết như nào. Giải quyết nhiều vấn đề đen quá thì tự nhiên người nó lại trưởng thành lên thôi.